Như vậy là bộ đã phục hồi lại và sơn lại cái phần mộ của bác Du Sơ Phan Ngọc Tấn, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1949, tử trận ngày 25 tháng 4 năm 1972. Tem số mộ 582. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày hôm nay thì bố đến đây, bố cũng sẽ tiếp tục trùng tu lại những phần bia mộ cho các bác các chú tu sĩ trong khu nghĩa trang này. Bố sẽ quay lại, bố sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Ngày hôm nay thì thời tiết tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trời rất là nắng nóng nha cả nhà. Còn đây là đường vào xung quanh khu nghĩa trang nha. Còn đây là khu A nè. Khu A được trùng tu xong rồi. Mới đây mà cây cối cũng mọc lên âm tùm nha cả nhà. Có những cái phần bia mộ cây cối nó cũng che rồi, che khuất những phần bia mộ của các bác các chú tu sĩ luôn á. Cây cối ở đây phát triển rất là nhanh. Khu đây thì khoảng tầm một tháng nữa mà không phát quang thì những cái phần bia mộ chỉ có thể bị khất nha, khất sâu những cái lùm cây nha cả nhà.
cho nên công việc phát quang phải rất cần thiết nha. Đây nữa này, cũng như phòng bia này nè, phòng bia này thì mới đây mà cũng bị che khuất nha cả nhà, thấy không che khuất luôn nè, mới đây mà bị che khuất những cái tán lá cây. Ở đây thì cây cối phát triển rất là nhanh luôn. Cho nên công việc đồng tu thì cũng cần phải phát quang bảo trì nữa nha cả nhà. Chứ mà tùng tru xong rồi bỏ thì cũng như không thôi. Phải có một cái công việc tùng tu phát quang, đỡ những cái phần bia mộ của các bác các chú tu sĩ không bị chi lấp những với những lùm cây nha. Rất nhiều những cái phần bia mộ được gần che khuất nha cả nhà. Ví dụ đây nè, trước cái phần bia mộ này thì cũng có một cái cây mắc mèo nha. Cái loại cây mắc mèo thì phát triển rất là nhanh, mà gai của nó thì mình dậm cái chân á cũng rất là nhức nha cả nhà. Ngày hôm nay thì bộ cũng sẽ tiếp tục sơn lại những cái phần bia mộ cho các bác các chú tu sĩ trong khu bơ nha, khu chôn cất tu sĩ năm 1972 tại nghĩa trang sư đoàn 22 Bộ Binh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là khu bơ nha cả nhà. Thôi bữa qua công việc nha, mời cả nhà xem clip.
Có lẽ Bảo sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bảo chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye nha.